Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lũ lụt ở Nội Mông khiến hai hồ chứa bị vỡ, mưa lớn ở Bắc Kinh gây ngập lụt ở nhiều vùng ngoại ô Bắc Kinh. Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc hiện đang hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt. Mưa lớn đã khiến hai hồ chứa nước bị vỡ, cầu và đường quốc lộ bị cuốn trôi, xe cộ bị ngập và hàng vạn người bị mắc kẹt. Theo Reuters và Yahoo News và các phương tiện truyền thông khác, thành phố Hulubur, Nội Mông đã mưa liên tục và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực trong khu vực. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Hồ Trung Gan và Hồ Sinh Pha đã được tràn mở ở banner tự trị Morindawa lần lượt bị sập và một lượng lớn nước sông đổ xuống. Theo báo cáo, 22 cây cầu và 124 cống đã bị hư hỏng do lũ lụt, 15,6 km đường cao tốc và gần 20.000 mét vài đường bị ngập hoặc hư hỏng, gần 330.000 hectare đất canh tác bị ngập và 16.000 người bị ảnh hưởng. Hiện chưa có tin thương vong. Lũ đã rút, mực nước đoạn sông trên địa bàn trở lại bình thường. Ước tính thiệt hại và công tác cứu trợ thiên tai đang được tiến hành. Ngoài ra, theo hãng thông tấn Trung ương, Bắc Kinh gần đây cũng hứng chịu trận mưa xối xả, gây sạt lở núi, sông sạt lở, gây ngập lụt ở nhiều nơi trong thành phố, tạm thời đóng cửa một số ga tàu điện ngầm do ngập lụt và hủy bỏ một số ga tàu điện ngầm, tổng cộng 350 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế. Theo thống kê, lượng mưa trung bình trong mùa lũ ở Bắc Kinh năm nay cao hơn các năm trước 90%. Một báo cáo khác nói rằng Trường Bình, Hải Điến, Diên Khánh và các quận khác của Bắc Kinh bị ngập do mưa lớn và một số lượng lớn ô tô bị ngập trong nước. Ngoài ra, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng gây ngập lụt nhiều nơi ở Bắc Kinh, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, trong đó có tàu điện ngầm. Nhiều ga tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động do ngập nước để sửa chữa khẩn cấp. Đồng thời, hơn 77 chuyến tàu đến và đi từ Bắc Kinh đã bị hủy. Giao thông công cộng Bắc Kinh đã đình chỉ 102 tuyến xe buýt. Báo cáo của Reuters cũng cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để quản lý lũ lụt, sản xuất điện hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên nước thừa nhận rằng hơn 80% các hồ chứa được xây dựng cách đây 40 năm và một trong số đó có lo ngại về an toàn. Ông Ngụy Thiện Trung, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết gần 1/3 các hồ chứa chưa hoàn thành các đánh giá an toàn bắt buộc do thiếu nguồn lực tài chính trong năm nay. Theo Kaisin.com đưa tin rằng, Tam Hiệp của sông Dương Tử gây ra trận lũ lớn nhất kể từ năm 1981, đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử và sông Gia Lăng vượt quá mực nước đảm bảo và thành phố chính của Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã ngập nhiều nơi. Được biết, lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến 31 con sông bao gồm Trường Giang, Phúc Kiến, sông Thanh Nghi, Mân Giang, Đại Đô và các nhánh chính của sông Hoàng Hà ở Tứ Xuyên vượt mức nước cảnh báo. Lần đầu tiên kể từ khi có hồ sơ, Tứ Xuyên đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1. Đất nông nghiệp, giao thông, hệ thống lưu trữ nước và cơ sở hạ tầng khác ở nhiều nơi trong tỉnh bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương, Nhã An và Lạc Sơn đã bị ảnh hưởng trên diện rộng và được chuyển khẩn cấp. Có hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Li Du, một cư dân ở Đức Dương nói với VOA, tình trạng nước chủ yếu là vào ngày hôm trước. Hôm đó trời mưa lớn và nước sông tràn vào thành phố. Tôi sống ở quận Liaojiang bên dưới Dejiang, nơi có nước sâu nhất có thể không vào được thành phố. Ngập đến 1 mét thì nước tràn vào thành phố nghiêm trọng hơn trước. Nguồn sông Thujiang ở Thành Đô năm nay nghiêm trọng hơn. Mực nước ở quận Kim Đường, Thành Đô trên thượng nguồn sông Thujiang đã vượt quá mực nước đảm bảo 3,85 mét vào hôm thứ Hai, với lưu lượng tối đa 8.200 mét khối mỗi giây, mức cao kỷ lục trong 71 năm. Đoạn Nhã An, sông Thanh Nghĩa đã hứng chịu trận lũ lụt kéo dài hàng thế kỷ. Sông Đa Du và sông Mân Giang cũng được cho là sẽ vượt quá mực nước cảnh báo. Vương Hiểu Minh, cư dân Trùng Khánh nói với VOA rằng họ đã thảo luận về việc tiếp nhận các nạn nhân và xử lý việc di rời các nạn nhân, nhưng chưa rõ chi tiết. Hãng tin AP cho biết nhà chức trách Tứ Xuyên đã cử trực thăng đến giải cứu các nạn nhân mắc kẹt ven sông, trong đó có một số người bị mắc kẹt trên nóc và nóc xe ô tô trong tình trạng nguy kịch. Một số người cho biết trên mạng rằng không ai đeo mặt nạ khi mọi người tập trung ở khu vực xảy ra thảm họa. Tờ Nhật báo Tứ Xuyên cho biết tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn vào thời nhà Đường ở ngã ba sông Mân Giang, sông Đa Du và sông Thanh Nghĩa đã xuống nước để rửa chân lần đầu tiên kể từ năm 1949. Có thời điểm, 1020 người bị mắc kẹt trên đảo Phong Châu ở thành phố Lạc Sơn. Nhà hoạt động vì quyền ở Thành Đô Trần Vân Phi nói với VOA do địa hình thấp ở Miên Dương, Tứ Xuyên, Lạc Sơn Đại Phật bị rửa chân nên tình hình nước lần này nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên ở tỉnh A3 của Tứ Xuyên, nơi có vấn đề với hồ chứa, chúng tôi ở đây rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi rất lo lắng về điều kiện nước ở đó. Khi các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin về tình hình nước, một người dân địa phương đã nói rằng không có cách nào cho thiên tai và bây giờ chúng tôi phải cố gắng giảm bớt thiệt hại. Điều này dường như nhằm giảm bớt nguyên nhân bất thường của lũ lụt. Một số ý kiến cho rằng trận lũ nhắc chúng ta một lần nữa không thể không kể đến yếu tố con người gây ra thiên tai như xói mòn đất, chất lượng hạ tầng thoát lũ kém. Miêu Xuân Giang, một nhà hoạt động nhân quyền ở Thành Đô cho biết lũ lụt ở Tứ Xuyên lần này đã vượt mức lũ năm 1998. Ông nói, Trung Quốc xây dựng bao nhiêu trạm thủy điện khác ở đó, trạm thủy điện lớn, trạm thủy điện nhỏ, tất cả đều là một loại hủy hoại môi trường tự nhiên. Theo Tân Hoa Xã, Tứ Xuyên, tỉnh của nghìn con sông, là tỉnh lớn về thủy lợi và thủy điện. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 8.184 hồ chứa, hàng nghìn trạm thủy điện và 12 hồ chứa quy mô lớn ở tỉnh Tứ Xuyên cũng là một khu vực dễ xảy ra động đất. Miêu Xuân Giang cho rằng trận động đất ở Vấn Xuyên đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các hồ chứa và đập. Ngoài ra còn tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về mặt thể chế trong việc quản lý và sử dụng các hồ chứa. Ông nói, hệ thống hiện nay đặt tiền và lợi ích lên hàng đầu. Mỗi trạm thủy điện, mỗi vùng luôn xuất phát từ lợi ích của mình. Dù mùa lũ hay mùa khô, họ đều tự kiếm tiền và tích lũy thêm của cải mà không phụ thuộc vào môi trường. Báo cáo cho biết, cảnh báo mưa bão của Tứ Xuyên đã được nâng cấp và mở rộng phạm vi cảnh báo thiên tai địa chất. Trong trận lũ lụt, người dân hy vọng rằng các cơ quan chức năng của Bắc Kinh có thể kiểm tra. Miêu Xuân Giang nói, sau khi đọc một số báo cáo, cảm giác cơ bản của tôi là hãy để nó tự chết. Nội tạng không được huy động, công chức đi cứu trợ thiên tai, chống thấm thì không có động tĩnh gì lớn. Chính phủ phải công khai từng việc nhỏ, nhưng lần này hiếm khi thấy báo cáo tích cực về cứu trợ thiên tai quy mô lớn. Trần Vân Phi nói, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không nên tập trung vào những việc lớn và làm những điều ngu ngốc. Họ nên tôn trọng khoa học và các chuyên gia, đừng làm lung tung ở đó. Trung Quốc không đủ khả năng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên ra ngoài và xem. Trần Vân Phi nói, quyền lực chỉ có thể làm cho bạn có trách nhiệm hơn và nặng nề hơn. Tuy nhiên, Tạ Đan, một cư dân ở Trùng Khánh hài lòng với hoạt động của nhà chức trách. Ông nói, lũ vẫn do mưa đột ngột. Nó tập trung vào điều kiện nước gây ra bởi lượng mưa đột ngột. Nó thường mưa lớn ở khu vực thiên tai. Nói chung, chính phủ Trung Quốc và chính quyền các cấp đã làm rất hiệu quả. Cứu trợ thiên tai và các biện pháp khác nhau đã được đưa ra kịp thời. Cần phải nói rằng nó đã đóng rất nhiều vai trò. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cho biết, với sự dịch chuyển về phía đông của vành đai mưa chính, lượng mưa ở lưu vực Tứ Xuyên đã dần suy yếu. Tuy nhiên, do lượng mưa tích lũy lớn trong giai đoạn đầu, độ bão hòa đất cao và hiện tượng thiên tai địa chất chậm trễ, vẫn cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất, dòng chảy xà bần. Trong trường hợp xảy ra thiên tai thứ cấp, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ ở các sông Mân Giang, Trường Giang và Gia Linh ở thượng lưu sông Dương Tử, nước sông vẫn rất cao. Cùng thời điểm, Tứ Xuyên hứng chịu trận lụt thế kỷ. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở các vùng khác của đất nước, bao gồm cả lưu vực sông Hoàng Hoài và sông Châu Giang, cũng nghiêm trọng không kém. Theo ABC cho biết, một cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía đông nam đã làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở miền Nam, trong khi lũ lụt và lở đất đã ập đến với Trung Quốc. Báo cáo mới nhất cho biết, trong khi tình hình lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử vẫn đang tiếp diễn, hồ chứa Tam Hiệp sẽ có lưu lượng đỉnh khoảng 74.000 m3 mỗi giây và trận lũ đổ về lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Một báo cáo từ Tổ chức Di sản, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết rằng lũ lụt dâng cao đã làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Do dòng nước dữ dội từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ về, áp lực của các hồ chứa và đập ở đó tiếp tục tăng lên, gây ra lũ tràn vào khu vực hồ chứa, và nếu mưa tiếp tục, trạng thái địa chất bão hòa ban đầu sẽ là tệ hơn. Báo cáo của US News and World Report cho biết 634 con sông trên khắp Trung Quốc đã vượt quá mực nước cảnh báo. Tính đến tuần trước, số người bị ảnh hưởng ở Trung Quốc đã lên tới 63 triệu người, cao hơn 12,7% so với trung bình của 5 năm qua. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Kính thưa quý vị, mưa lớn đã khiến nhiều thành phố ở Hà Nam rơi vào tình cảnh thê thảm. Trịnh Châu đã vào cuộc kiểm soát lũ khẩn cấp cấp 1. Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc những ngày qua đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Lượng mưa ở nhiều nơi lần lượt phá vỡ kỷ lục lịch sử. Nhiều nơi mực nước sông và hồ chứa tăng vọt khiến kè vỡ và lũ lụt. Hơn 10 thành phố, bao gồm cả tỉnh lỵ Trịnh Châu, đã trở thành một thị trấn nước và thảm họa rất nặng nề. Các quan chức và phương tiện truyền thông nhà nước vẫn chưa đề cập đến bất kỳ trường hợp tử vong hoặc mất liên lạc nào, mặc dù nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số người chết đuối. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai Trịnh Châu đã ban hành một thông báo khẩn cấp vào thứ Ba, cho biết do tình hình nghiêm trọng của công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên cấp 1 từ 17 giờ. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã đưa ra một thông báo trên tài khoản công khai WeChat nói rằng lần này Trịnh Châu gặp phải lượng mưa lớn chưa từng thấy trong nhiều năm qua và tình hình thật tồi tệ. Các bộ phận liên quan cần nâng cấp mức độ ứng phó kịp thời tùy theo tình hình lũ lụt của địa phương. Thông báo cũng yêu cầu công dân nâng cao khả năng phòng chống điện nước thiên tai, tránh nguy hiểm và tự ứng cứu. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, do sự dẫn đường của cơn bão pháo hoa và luồng khí áp cao cận nhiệt đới cách xa 1.000 km, một lượng lớn hơi nước tích tụ ở Hà Nam tạo thành lượng mưa cực lớn. Thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà ngập trong mưa lớn suốt mấy ngày liền. Dòng nước ngập đến thắt lưng không chỉ nhấn chìm ô tô mà còn nhấn chìm các ga tàu điện ngầm, khiến hành khách bị mắc kẹt. Tại Trịnh Châu, lượng mưa hơn 200 mm đã đổ xuống trong 1 giờ hôm thứ Ba, buộc chính quyền thành phố phải đóng cửa các dịch vụ tàu điện ngầm trên toàn thành phố. Một số cư dân mạng xã hội cho biết gần như toàn bộ tầng 1 của các tòa nhà địa phương ở Trịnh Châu đều bị ngập, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà, điện nước bị cắt. Chính phủ đã không ngừng ra lệnh và nhắc nhở công chúng rằng không cần thiết phải ra ngoài. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người đứng trong toa tàu điện ngầm chứa đầy nước sâu đến thắt lưng và ga tàu điện ngầm được xây dựng dưới lòng đất trở thành một hồ bơi. Một số ga tàu điện ngầm, nước lũ đục ngầu trong các đường hầm hai bên đường dây ao ạt chảy về phía trước. Đoạn video cho thấy ở thành phố Nhữ Châu, phía tây nam Trịnh Châu, dòng nước chảy xiết trên đường phố, ô tô và các phương tiện khác đổ nhào trong nước như bánh bao trong nồi. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy một người nào đó đang lái xe khi nước lũ bất ngờ đến và nước chảy tràn qua kính chắn gió ngay lập tức. Hà Nam nằm ở trung tâm, là đầu mối giao thông quan trọng của Trung Quốc, nhưng hiện nay không ít đường bộ, đường sắt bị đóng cửa, hạn chế tốc độ mà các chuyến bay hầu hết đều bị hoãn hoặc hủy. Cuộc sống và việc đi lại của 94 triệu cư dân của tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lớn. Động Long Môn, một di sản văn hóa thế giới UNESCO mệnh danh là đỉnh cao nhất của nghệ thuật điêu khắc đá Trung Quốc, cũng đang bị đe dọa bởi khả năng vỡ bờ của sông Di đang tiếp tục dâng cao. Ngôi chùa Thiếu Lâm nằm ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam nổi tiếng thế giới với võ công tuyệt đỉnh cũng đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt đe dọa. Cũng tại thành phố Đăng Phong, do lượng mưa lớn, một nhà máy trong thành phố đã bị ngập vào bể chứa hợp kim của khu vực nhà máy vào sáng sớm thứ Ba, gây nổ dung dịch nhiệt độ cao. Hiện chưa có tin tức về thương vong và mất liên lạc. Giống như nhiều thành phố ở Hà Nam, thành phố Đăng Phong cũng như nhiều thành phố ở Hà Nam đã ban bố cảnh báo mưa bão màu đỏ trong nhiều ngày liên tiếp và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo báo chí đưa tin, ít nhất 31 hồ chứa lớn và vừa ở Hà Nam có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo lũ và ít nhất 13 trong số đó có nguy cơ vỡ bờ. Từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, tổng cộng có 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam ghi nhận lượng mưa vượt quá 50 mm. Trong đó, 1.614 trạm thời tiết ghi nhận lượng mưa vượt quá 100 mm và 151 trạm thời tiết khác ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Theo Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất là huyện Lục Sơn ở thành phố Bình Sơn, nơi lượng mưa lên tới 498 mm. Đó là trận mưa lớn nhất mà tôi từng chứng kiến kể từ khi tôi sinh ra, và rất nhiều nơi quen thuộc đã bị ngập lụt. Reuters dẫn lời một cư dân mạng Trung Quốc ở thành phố Gongyi cho biết. Dự báo của Cục Khí tượng cho biết trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua dự kiến sẽ ngừng vào thứ Năm tới. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.